Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình, channel của Tạc Jimmy. Ok, cũng lâu lắm rồi, rất là lâu rồi mà mình chưa có bao giờ được làm clip buổi chiều cho 501 anh em của mình. Từ cái ngày rất là xa xôi rồi mình mới làm thôi. Bây giờ thì lâu quá rồi cho nên rất là nhớ anh em. Hôm nay nhân dịp buổi chiều làm một cái clip gửi đến 501 anh em của mình buổi chiều, buổi tối thật là vui vẻ, tuyệt vời, siêu ấm áp. Và tất nhiên là mỗi ngày anh em nhớ đón xem clip của mình vào 1:30 và 12:30. Đừng quên ủng hộ mình, nhấn like và subscribe đăng ký kênh YouTube. Dạo này mình thấy rất là nhiều tính năng mới cho nên cũng thấy nó hơi ghê ghê một chút, cho nên thôi làm clip cho anh em cũng như là kêu anh em nhớ ủng hộ mình. Dạo này thì quảng cáo cho bên YouTube, hồi xưa mình làm clip rất là hay kêu anh em kích quảng cáo cho mình, nhưng bây giờ không biết dính cái vấn đề gì rồi, quảng cáo rất là ít khi xuất hiện, có khi cả mấy tháng trời nó mới xuất hiện được lần, cho nên mình rất là muốn kêu gọi anh em hãy ủng hộ mình. Mình làm clip cũng rất là cực, cũng rất là tốn tiền, thiệt mình không, rất là tốn tiền luôn, cho nên anh em có gì ủng hộ cho mình với. Lâu lắm quảng cáo nó mới hiển thị được lần, hôm nay nhân dịp mình vừa vào đây thì thấy quảng cáo nó hiển thị, nói với anh em luôn quảng cáo là như thế nào, và anh em nếu xem thấy quảng cáo thì cũng kích cho mình nha. À, bên hiện tại góc bên tay phải của mình, góc bên tay phải các bạn nhìn bình thường là cái video, mình sẽ tắt âm thanh rồi. Video hiện tại đang chạy, các bạn thấy là một video. Ở bên góc phải thì đang có một cái khung màu xanh ghi là Bartosz Liverpool Chat Meet People Everyday đó, các bạn thấy đó là một cái quảng cáo. Nếu các bạn kích vào góc bên phải này một lần thì coi như các bạn kích vào quảng cáo ủng hộ mình một lần đó. Nếu mà có xuất hiện bên bên phải thì các bạn kích vô ủng hộ mình nha. Rồi còn về ở trong cái video, các bạn thấy hiện tại đang trong video, đang chạy video không có gì cả. Bây giờ thì mình sẽ tua tới một đoạn có một cái chấm vàng, sau khi cái video chạy qua cái chấm vàng rồi thì sẽ có một quảng cáo hiển thị anh em nhìn đó, các bạn thấy chưa, cái bảo vệ gia đình bạn, hỗ trợ bán hàng gì nè, KC Sky diệt sạch virus gì tè le, không biết là cái gì nhưng mà đó là quảng cáo, anh em thấy là phải kích vào ngay. Coi như chúng ta hãy coi như đó là một mối huy hạ, một mối đe dọa của Vua Tạc Dinh Mi đi. Các bạn thấy, các bạn kích vào để tiêu diệt nó cho mình. Rồi, sau khi các bạn kích vào thì nó sẽ sang một cái trang của nó đó, các bạn nhấp vào xong thì các bạn sẽ tắt đi, rất là đơn giản, thao tác cực kỳ đơn giản, không tốn cái gì cả. Sau đó các bạn kích vào rồi các bạn tắt đi, nhấn vào nút đóng dấu ít đó. Rồi, sau đó các bạn xem tiếp video. Rồi nếu mà nó đến sau cái màu vàng mà quảng cáo thì hiển thị nữa nè, đó các bạn thấy không, bây giờ là hiển thị tiếp khai trương 100% miễn phí chi nhánh Bình Dương như đây nè đó. Nói chung có anh em nào muốn kích ủng hộ mình thì càng tốt, mình rất là vui. Còn nếu các bạn nào không thích thì thôi tắt đi, không ảnh hưởng gì. Này thì mình chỉ kêu các bạn ủng hộ thôi, các bạn không ủng hộ cũng không sao, nhưng mà nếu quan trọng là fan của mình là phải kích vô đó. Ở mỗi clip thì cũng mình thấy quảng cáo rất là nhiều, anh em kích vào mỗi bạn vài cái cho mình nha. Đó, cứ xem qua một cái chấm vàng là một số quảng cáo sẽ hiển thị lên đó, anh em kích vào. Bây giờ thì mình sẽ test thử với video khác. Đó, đây là một cái video mình mới đăng ngày hôm nay đây đó. Ôi cái này ít vậy, sao nó ngắn chuỗi, các bạn thấy nó có hình nhỏ xíu bọc răng sứ gì đó. Đó, đó cũng là một cái quảng cáo, bạn kích vào nha. Còn ở bên phải bây giờ là nhận ngay voucher trị giá 2,1 triệu đó, các bạn nhấp vào ủng hộ mình đó. Nói chung là vấn đề dạo này quảng cáo đó, rồi sao bây giờ quảng cáo xuất hiện nhiều ấy, nhưng quảng cáo bây giờ rất là ít xuất hiện, cho nên mình rất là muốn huy động anh em hãy ủng hộ mình. Nếu xem video có quảng cáo thì kích nhiệt tình ủng hộ cho mình nha. Đó, nó cứ có thì các bạn kích vô thôi, sau đó các bạn cứ xem cái nào có thì kích vô, mỗi bạn vài clip cho mình đồng hồ đó. Nó quảng cáo cái gì bên đây nữa nè, đó có cái bà kia đang làm bánh gì nè, anh em kích vào ủng hộ mình rất là vui. Rồi đó là vấn đề về quảng cáo nha, đơn giản các bạn kích vô, sau đó nó sẽ ra qua cái trang này, các bạn chờ nó ra cái này rồi các bạn tắt đi thôi, chỉ đơn giản rồi thôi đó. Quá là tuyệt vời, cho nên mình rất là mong anh em hãy ủng hộ cho mình nhiệt tình nha, hãy để lại một comment chứng tỏ các bạn ủng hộ mình nhiệt tình. Bây giờ thì mình sẽ quay sang Facebook để mình duyệt một số cái bài viết trong cái trang, trong cái nhóm. Ok, hiện tại thì mình đang có mặt tại Facebook, hiện tại thì mình đang có 24 lời mời kết bạn. Ui sao nhiều thế nha. Ngoài các bạn nhắn tin đăng cái status gì nè, tướng nào trong lót đây mọi người, trời ơi con nào đây, lót mình đâu có rành đâu mà các bạn hỏi mình. Rồi 24 lời mời kết bạn mình sẽ chấp nhận hết. Nói chung thì ngày nào mình vào có lời mời kết bạn là mình chấp nhận hết, anh em cứ yên tâm, kết bạn với mình là mình chấp nhận ngay. Rồi sau khi mình chấp nhận xong mình sẽ nói tiếp vấn đề tiếp theo. Bây giờ thì bạn nào chưa like video cũng như là nếu có quảng cáo nhớ kích cho mình đấy, mình vừa nói xong vấn đề quảng cáo nhớ kích cho mình nha. Đây là nhóm hội tụ fan đam mê game bùa tặc game One Piece, mình đã tạo rất là lâu rồi, bây giờ thì mình cũng muốn sâu lại cho anh em luôn. Nếu bạn nào mà muốn tham gia vào đây đó, xem những thông tin trong cái này rồi muốn đăng status gì đó thì bạn hãy vào
truy cập vào cái nhóm này tham gia cùng mình cũng như là 501 anh em của mình cho vui nha. Cái link nhóm thì mình sẽ để dưới phần mô tả đó, các bạn nhấp vào là nó sẽ truy cập thẳng vào đây luôn, các bạn sẽ nộp đơn thôi, mình sẽ duyệt cho. À, hiện tại có 10 người muốn tham gia nhóm này đó, nó sẽ có mặt ở đây, mình sẽ phê duyệt tất cả luôn đó. Muốn tham gia là mình phê duyệt hết, không có nói năng gì hết đó. Còn hiện tại bây giờ thì có 43 bài viết cần phê duyệt nữa, mình sẽ xem xét rồi mình sẽ phê duyệt cho các bạn nha. Ảnh test Berona Sura. Rồi, Berona Sura bây giờ chắc là một web vui thật lậu. Ok, cái này thì cũng không ảnh hưởng gì cho nên mình sẽ duyệt cho các bạn. Rồi, phê duyệt nha. Nhận xét hỏi em cái cấp to mà cùi bắp quá. Rồi, cái nick này thì là một cái nick một bạn đăng một cái hình ảnh lên để nhận xét thích. Rồi, mình duyệt cho bạn luôn. Dù sao thì AD cũng phải đọc bài này vì AD phải duyệt mà. Nhắn như thế này thì AD mới đọc được. Chứ thế kia thì khó quá, để thông cảm cho em. Em muốn nói là AD làm clip cho em với được không ạ? À, vậy thôi. Còn AD muốn duyệt bài này không thì tùy AD, em cảm ơn AD đã đọc bài này. Bây giờ mình mới đọc được. Rồi, duyệt cho bạn luôn cho vui đi. Cần mua ạc bên nó sớm vào đây, giáo học sinh. Này mình xóa nha. Mua ạc cái gì các bạn đừng có đăng trong này, mình không có duyệt đâu. Sao tuyệt chiêu với ma công tự nhiên nó tăng. Rồi, duyệt cho bạn, các bạn coi cái này, các bạn nhận xét nè. Các bạn biết cách ngày nhiệm vụ lấy mạnh vòng vàng, cái này duyệt luôn, anh em nào biết chạy cho bạn 1k luôn, số tròn vãi, ui đẹp, duyệt luôn. Rồi, nhân vật chính trốn hoài về trời, nó mất tiêu luôn rồi, dịch chuyển. Rồi, cái này thì mình xóa nha. Các bạn hạn chế đăng thôi, với là đăng, ôi ơi, cái gì đây, cái này ghê nè các bạn, mình sẽ duyệt cho bạn. Mở ba túi 7 sao và sao hạt giùm em nha, Bảo Nam, Tân, Bình Huỳnh. Rồi, ok, cái này, này được rồi, mình sẽ để tạm ở đây. Này mình sẽ xóa nha, không có nội dung gì cả. Rồi cái gì vậy? Sau này nhiều dữ các bạn. Đông người vực là diệt luôn. Chúng ta đem trong nhóm chơi game vui vẻ, diệt cho bạn là. Nói chung lâu lâu mình sẽ diệt một lần để cho đem đăng status. Rồi ok, này mình xóa nha. Rồi cái này là gì? Này mình xóa nha, không có gì hết. Chỉ là đăng hình nhân vật chính thôi. Ui cái gì sắp lên 4S luôn à. Cái này rất là xàm nè, đăng lên cho bạn, bữa mình vừa đọc rồi. À, Luffy với Zoro bình thường mình xài con nào, và Luffy với Zoro tiến quá mình xài con nào. Rồi, duyệt luôn. Sau riêng ạc em đi anh, gửi ạc anh rồi đó, mong anh chấp nhận. Rồi, bạn lại bạn tôi mơ hình nữa. Anh vào lại ạc rồng đi anh, ạc rồng thì bị mất rồi. Rất là tiếc vì ạc rồng đã bị mất. Rồi, rồi thanh niên này đăng cái hình ảnh gì đây anh em có thấy xàm không? Thôi là bị xàm đấy, xóa ngay và luôn. Gì? Anh Nam mà làm clip của em có khi được cả triệu like đấy, rất là ngon, diệt luôn. Anh em nhận ra ai không? Rồi, mặc dù hầu mà là con gái, Naruto mà là con gái, rồi Luffy con gái luôn hả? Goku cũng là gái luôn. Nói chung cũng còn rất là nhiều nữa, rồi rất là nhiều luôn. Cái bài này mình không biết làm gì đâu, diệt thế nào nữa. Rồi. Trong đại chiến vực ải với cái này thì mình đã đọc qua rồi. Ok, giờ mình sẽ quay lại cái nhóm này, anh em nào muốn tham gia nhớ tham gia nhiệt tình nha. Mình sẽ để cái link dưới phần mô tả đó, các bạn chỉ cần nhấp vào thôi là nó sẽ vô cái trang này, rồi các bạn nhấp vào và tham gia nhóm rồi mình sẽ duyệt đơn nha. Ok, hôm nay thì lâu lắm rồi mới được, chúc anh em một buổi chiều buổi tối tuyệt vời. Hồi nãy mình vừa ra clip khu vui chơi bát 34, hình như là 34 kỷ niệm 5400 sub hay sao á. Rất là mong anh em hãy ủng hộ cho mình, xem clip, like video cũng như là subscribe đăng ký kênh của Tạc Chinh Mi cho mình. Cộng thêm các bạn đừng quên là kích quảng cáo nha. Đây, hiện tại clip đây. Mình lần game mua đặt khu vui chơi Bách 34 5400 subscribe và đánh là phải thắng. Đó, anh em xem nha. Còn những clip bình thường thế này thì anh em xem là đặc biệt phải kích quảng cáo cho mình đấy. Đó, quảng cáo hiển thị nè, kích vô. Đó, ở bên góc phải này nè. Rất là lâu rồi không có quảng cáo, cho nên dạo này mình làm video rất là chán. Mấy tháng nó mới xuất hiện được lần, bởi vì mình rất là buồn, rất là đau đầu về cái vấn đề này đây. Nên anh em thấy thì cũng ủng hộ cho mình rất là kêu gọi. Cái này là mình thật sự luôn, mình làm clip là mình phải bỏ tiền ra mà mình làm, cho nên dạo này tài nguyên của mình, tiền mình nó đang cạn kiệt. Mình không biết là mấy ngày tiếp theo mình có làm nổi clip cho anh em ở đây, cho nên ngay từ bây giờ anh em hãy kích vào quảng cáo cho mình, mỗi bản một lít là bảo đảm cho anh em, ngày nào mình cũng ra clip đều cho anh em để sau ạc thoải mái. À, bây giờ thì mình sẽ chạy với bạn một lần nữa cái quảng cáo nè. Các bạn xem đến cái khúc nào mà quảng cáo có hiển thị lên ở góc dưới của video là bạn kích vô cho mình nha, ủng hộ mình. Đó, này là mình nói chân thật luôn, chả có gì lừa đảo, cái này không có gì là các bạn đừng không có sợ, kích vào không bị gì cả, kích vào coi như ủng hộ mình. Đó, coi như cho cứ cho mình một like một subscribe bằng cách kích vào đây đi,
đó, kích vào đây rồi nó sẽ ra một cái trang, sau đó các bạn chờ nó hiển thị lên cái này rồi bạn tắt đi, rất là đơn giản thôi. Ở góc bên phải cũng có một quảng cáo nữa đó, cái này gọi là thẻ được tài trợ, các bạn kích vào đó là coi như ủng hộ mình rồi đó. Rồi xem tiếp nha, bây giờ mình ví dụ mình đang xem hoài cho đến khi tới khúc này nó sẽ hiển thị lên một cái nữa đó, anh em kích vào nha. Rồi, nói chung thì mình cũng không muốn nói nhiều vấn đề là chi, hồi xưa mình nói rất là nhiều nhưng mà dạo này mình không có còn nói nữa, tại vì mình thấy nó không còn cái hiển thị nữa, cho nên mình có nói các bạn cũng không thấy mà ủng hộ mình. Bây giờ thì nó đang hiển thị rồi, giờ không biết là nó tồn tại được bao lâu, có thể là ngày mai nó mất, ngày mốt nó mất, rồi ít bữa lại có lại. Cho nên các bạn mình huy động anh em ai xem được clip này, nếu mà thấy quảng cáo thì kích vào ủng hộ cho mình nhiệt tình nha. Rồi đây đó, hiển thị lên là kích thôi, không có nói năng đó. Sau đó nó sẽ qua một cái quảng cáo bên tay phải là quảng cáo mới nè bạn, game rồi tùm lum đó, kích vào mỗi bảng một lít cho mình, các bạn muốn ủng hộ mình kích nhiều thì càng tốt đó, mỗi bảng thì là nhiều cái lít càng tốt. Chúc các bạn một buổi trưa tuyệt vời, à lộn quên, chúc các bạn một buổi chiều tối thật là tuyệt vời nha, ăn cơm ngon miệng cũng như là ấm áp, có đi chơi đâu thì cũng chơi vui vẻ, cũng như xem clip của mình đừng bao giờ quên like video, subscribe và click quảng cáo nha. Ok bye bye tất cả các bạn, ok bye bye. Rồi còn nếu bạn nào tham gia nhóm thì nhớ tham gia nhóm với lại kết bạn với mình, Facebook của mình cũng sẽ để ở dưới phần mô tả luôn, Facebook Bảo Nam viết tắt là Vua Thật Chinh My. Rồi mình cũng muốn kỷ niệm với bạn luôn, Facebook mình đã được 10.000 like đó, mình đã đăng từ ngày hôm qua hôm kia rồi được 111 người like nè, quá phê. Một cái status của mình thì được rất nhiều like, cho nên mình đang chờ đến khi nào đạt về 20.000 like. Bây giờ được 10.000 rồi, bây giờ chinh phục tiếp theo là 20.000 nha. Rồi bây giờ là cuối cùng, bây giờ là vắn tắt cuối cùng, là mình rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho mình trong thời gian qua về kênh Vua Thật Chinh My, mà các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình, và đặc biệt là cái vấn đề chính hôm nay là đừng quên kích quảng cáo cho mình nha, đó quảng cáo nhân thị là bị kích cho mình đấy. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều, bye bye các bạn nha. Rồi làm cách nào để bán ô tô đó, vào xem ô tô để bạn nào muốn mua thì mua nha, còn không thôi tắt đi đó, đơn giản thôi, bye bye tất cả bạn nè.